Thưa bà con, trồng rau muống nước theo quy trình Việt Gáp là mô hình hay, phù hợp với nhu cầu thị trường, đảm bảo an toàn thực phẩm và đã giúp cho nhiều hộ trồng rau có thu nhập ổn định. Bài viết sau đây sẽ phản ánh nội dung này. Trước đây, người trồng rau muống nước thường sử dụng nguồn nước tưới từ các kênh rạch và dùng thuốc bảo vệ thực vật bừa bãi nên đã gây ra một số trường hợp ngộ độc, ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng. Bên cạnh đó, rau muống nước cũng rất dễ bị nhiễm một số chất độc có trong dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kim loại nặng, nitrat, các vi trùng và ký sinh trùng. Vì vậy, việc áp dụng các giải pháp sản xuất rau muống nước an toàn hay Việt Gáp là một trong những yếu tố quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, tạo thương hiệu cho sản phẩm và tăng thu nhập cho bà con nông dân. Nhận thức được vấn đề này, thời gian qua, nhiều nơi, bà con nông dân đã chuyển qua trồng rau muống nước Việt Gáp và đã thu được kết quả tốt. Đơn cử như trường hợp của anh Trần Văn Kiên ở xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Nói về mô hình này, anh Kiên chia sẻ. Làm cây rau Việt Gáp thì khi mà cây rau bị mắc bệnh là mình không được phép sử dụng các loại thuốc cấm mà phải dùng những cái loại thuốc mà được cho phép dùng trên cây rau. Khi mà mình dùng thuốc sinh học, ví dụ như con sâu, những hộ nông dân khác thì họ sản xuất thông thường thì họ xịt có thể một ngày hoặc tối đa chậm nhất là 2 ngày là con sâu đó sẽ phải chết. Thuốc sinh học thì nó sẽ phải mất tới 4 tới 5 ngày thì con sâu nó mới chết. Nhưng mà đổi lại cái hoạt chất của thuốc trên cây rau nó không vượt quá ngưỡng. Theo cơ quan chuyên môn, bên cạnh các điều kiện về sản xuất như địa điểm, nguồn nước tưới, môi trường thì trong quá trình trồng bà con nông dân cũng cần chú ý thời gian cách ly của thuốc và phân bón, đặc biệt là UG. Đồng thời sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải đảm bảo theo nguyên tắc 4 đúng, trong đó ưu tiên sử dụng các loại thuốc sinh học để phòng trừ sâu bệnh. Ông Dương Văn Minh, trưởng trạm khuyến nông huyện Củ Chi cho biết. Thời gian sử dụng thuốc sinh học nó tác động vào cái con sâu hại nó chậm hơn là thuốc học, nhưng mà nó sẽ bền vững hơn. Thuốc học thì đến lúc nào đó thì chúng ta phun thì có những con nó sẽ kháng thuốc, và khi phun lần sau những con nó sẽ không chết. Và chúng ta biết cái vòng đời của sâu hại thì khoảng chừng 20 mấy ngày là nó lại trở lại. Hiện nay bên cạnh mô hình trồng rau muống nước Việt Gáp, có trang trại còn đầu tư trồng rau muống nước hữu cơ nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt nhất. Chị Trần Nguyễn Vân Anh, trang trại Tani Farm Củ Chi nói. Tức là trong quá trình trồng, chúng tôi không sử dụng bất kỳ chất hóa học nào, bắt đầu từ phân bón và không sử dụng chất bảo quản sau khi thu hoạch. Cái điểm nhấn của cái mô hình trồng hữu cơ là cái chất lượng của nông sản thì nó biểu hiện được hết cái mùi vị đặc trưng của từng loại rau, cho nên cái chất lượng của rau hữu cơ rất là ngon. Có thể nói, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đang được cả xã hội quan tâm hiện nay. Bên cạnh các loại thực phẩm như thịt cá, trứng, sữa, thì rau xanh là mặt hàng mà người tiêu dùng rất chú trọng, nhất là các loại rau ăn lá vì chế biến đơn giản, thậm chí một số loại có thể ăn sống trực tiếp như rau muống nước. Do vậy, phát triển sản xuất rau muống nước Việt Gáp là hướng đi bắt buộc đối với ngành nông nghiệp nói chung và người trồng rau muống nói riêng. Tuy nhiên, để thực hiện được yêu cầu này, đòi hỏi bà con nông dân phải mạnh dạn thay đổi tập quán canh tác, tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình sản xuất đã được tập huấn, tạo ra sản phẩm rau muống nước an toàn, tạo sự tin tưởng hợp tác lâu dài và bền vững cho doanh nghiệp thu mua với nông dân trồng rau. Bên cạnh đó là sự hỗ trợ tích cực trong việc tạo đầu ra cho sản phẩm rau muống nước Việt Gáp từ các đơn vị sở ngành cùng chính quyền địa phương. Vừa rồi là bài viết trồng rau muống nước Việt Gáp của phóng viên Duy Mạnh.